Chương trình Ước mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu: hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báovietthai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hoặc 562-713-2353.